Omni-God, sức mạnh tối thượng của Goku Xin chào tất cả anh em, chào mừng 500 anh em đến với hồ sơ One Piece, ngôi nhà mới của OV Dragon. Khi đọc bộ Dragon Ball, có ai lại không bị ấn tượng khi chứng kiến nhân vật chính mang dòng máu Saiyan biến hình theo từng cấp độ sức mạnh. Một trong những cấp độ fanmade mạnh nhất từng được tạo ra đó là Goku Omni-King trong series fanmade Dragon Ball Next Future, nơi mà ở thời kỳ đỉnh cao, sức mạnh của anh vượt trội hoàn toàn mọi sinh vật trong đa vũ trụ. Tính đến thời điểm này, đây được xem là trạng thái mạnh hơn tất cả các trạng thái từng được biết đến, dù là chính truyện hay fan mết. Vậy tại sao Goku có thể biến đổi sang trạng thái này? Sức mạnh anh khỉ có gì khác biệt? Cùng mình tìm hiểu nhé! Về tiểu sử Chiến thắng trong giải đấu sức mạnh bằng cách đánh bại chiến binh xám Jiren, giải cứu thế giới khỏi Moro và nhiều mối đe dọa có thể xảy ra sau Moro. Căng chiến binh Z chạm trán với Akumo, được cho là người Saiyan đầu tiên. Vegeta và Goku đã chiến đấu trong vô vọng, chỉ đến khi anh do biến hình sang dạng Ultra Ego, họ mới hạ được Akumo. Sau đó, mọi người nhận ra rằng Akumo đến từ một vũ trụ bị xóa sổ, nằm ở đâu đó giữa các vũ trụ từ 13 đến 18. Đại Thiên Sứ cho biết, những người từ các vũ trụ bị xóa cũng xứng đáng có cơ hội sống. Do đó, một trận đấu được bắt đầu và mọi người đã bị buộc quên đi bản năng vô cực. Trong khi Gohan, Future Trunks, Piccolo có hình dạng mới, thì Goku và Vegeta nhận được hình dạng của các vị thần Omni với vòng giới hạn năng lượng, riêng Goku có tới hai chiếc. Hình dạng thực sự của Zeno được xuất hiện trong trận đấu với kẻ diệt thần Agent. Sau trận đấu của Zeno với Agent, mọi người trở lại vũ trụ của mình. Riêng Goku và Vegeta được triệu hồi bởi Đại Thiên Sứ và Zeno tương lai. Đại Thiên Sứ tiết lộ, mọi người sẽ hợp nhất với phiên bản Zeno và GT của chính họ nhưng chỉ những chiến binh Z mới có ký ức ban đầu cùng ký ức của các phiên bản khác của họ sau khi hợp nhất, còn những người khác sẽ chỉ có ký ức ban đầu. Việc hợp thể này là lý do giúp cho mọi người đủ khả năng để làm chủ các trạng thái mới như Super Saiyan 4, 5, Super Saiyan Blue 2, 3, 4, 5 cho các trận chiến trong tương lai. Ngoài ra, Đại Thiên Sứ cũng cho biết, Goku chính là hóa thân của Ancient Child và Dad, còn Seiko là hóa thân của anh trai Zeno. Anh khỉ được chọn để trở thành Omni King của đa vũ trụ. Tài sinh của Omni King đầu tiên là người tạo ra dòng thần và các Omni King của 13 đa vũ trụ, bao gồm cả các khai tối cao, thân huyền diệt và thiên sứ. Lúc này, Goku được mọi người tôn kính là vị thần tối thượng của điều tốt lành, vị vua đích thực của mọi thứ. Anh cũng được cho là hiện thân thực sự của niềm hy vọng. Về tính cách, Goku là người thân thiện, hào phóng và cao thượng trong chiến đấu, khác xa với những đặc điểm của người Saiyan điển hình. Một phần thú vị khác trong tính cách của anh khỉ được Shiko mô tả như sau. Cha không nghĩ mình là vua, thần hay đấng cứu thế, có tham vọng chiến đấu với những chiến binh mạnh nhất trong đa vũ trụ. Ông ấy là một vị anh hùng thực sự, bởi không bao giờ bỏ mặc những sinh mạng vô tội đang gặp nguy hiểm, luôn tìm cách bảo vệ họ khỏi các mối đe dọa mà không hề có chút do dự nào. Goku được biết đến với tính cách vui vẻ, năng động, thích cạnh tranh và ham ăn uống. Anh sẽ ăn bất cứ thứ gì trong tournament saga khi được Jackie Chun cho vào giấc ngủ. Bulma đã cứu trận đấu của anh khỉ bằng cách hét lên rằng bữa tối đã sẵn sàng. Cậu ngay lập tức thức dậy. Goku có thể nhìn thấy điều tốt ở người khác bất chấp hành động của họ có tàn ác đến đâu. Điều này đôi khi bị bạn bè chỉ trích dữ dội. Khi trở thành Omni King, Goku vẫn rất thân thiện và dễ gần, không hề thấy phiền khi Toka và chị gái Yamai ôm mình, nhưng đôi khi thiếu trách nhiệm với sức mạnh mới của mình khi gần như anh khỉ đã phá hủy một đa vũ trụ. Với khả năng thông não chi thuật, Goku đã biến một số kẻ thù trở thành đồng minh như cảm hóa Piccolo và Vegeta, thuyết phục Beerus không phá hủy trái đất và thậm chí khiến tên sát thủ tàn nhẫn nhất cũng phải mỉm cười trong hạnh phúc. Anh đóng vai trò là nguồn cảm hứng cho Sido vì khi Sido gần như từ bỏ nhiệm vụ của mình, anh đã cổ vũ, khích lệ anh ta tiếp tục bảo vệ trái đất cũng như cứu các sinh linh trong đa vũ trụ khả năng và quyền hạn Ở dạng Omni King, Goku có khả năng phá hủy toàn bộ các vũ trụ chỉ với một lượng sức mạnh tối thiểu, dễ dàng đánh bại Broly ở dạng Super Saiyan 5 chỉ bằng một cái tát. Goku là người phàm trần đầu tiên đạt được và thành thạo bản năng vô cực. Anh đã hoàn toàn vượt qua thần hủy diệt và sẽ dạy kỹ thuật này cho các con trai của mình. Chính vì vậy, anh đã được Đại Thiên Sứ và Zeno chọn để trở thành Omni King tương lai. Ở dạng Omni God, Goku dễ dàng xóa sổ bất kỳ ai. Sức mạnh vượt qua cả Dad, ngay cả khi ở dạng Master God, Omni Supreme Alpha hay Omega Instinct. Mạnh hơn cả Siko ở dạng thần cuối cùng, Goku cũng được coi là thần của những con rồng. Zeno và Đại Thiên Sứ cho biết, anh sở hữu tiềm năng lớn nhất trong số mọi thực thể sống kể từ khi được sinh ra. Do là hóa thân của Omni King đầu tiên, vì vậy khi hợp nhất với Seron và Zeno tương lai, nên đã mở khóa sức mạnh tiềm ẩn của mình để trở thành sinh vật mạnh nhất trong các đa vũ trụ. Theo Wish, Goku mạnh hơn nhiều so với tất cả tim thần hủy diệt, thậm chí là cả Beerus và Champa cộng lại. Anh cũng được ghi nhận là mạnh hơn nhiều so với Omni King của đa vũ trụ thứ nhất. Là thần sáng tạo đầu tiên, Goku có quyền kiểm soát tuyệt đối với việc sáng tạo. Anh có thể tạo ra nhiều vũ trụ và đa vũ trụ chỉ bằng một cái chạm tay. Khi tức giận, ngay cả ở dạng cơ bản cũng có thể dễ dàng phá hủy hoặc xóa sổ một đa vũ trụ và dễ dàng đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Dạng cơ bản này cũng mạnh hơn bất kỳ Omni King nào trong các đa vũ trụ. Goku cũng có quyền chọn một Omni King mới nếu muốn. Sido gọi anh là người đàn ông mạnh nhất từng sống. Đủ mạnh để đạt được sự biến đổi mạnh mẽ nhất trong dòng dõi Saiyan. Đó là Super Saiyan 100, trạng thái được cho là không thể đạt được. Về sức mạnh vật lý, Goku là đấng toàn năng tối thượng vì anh sở hữu sức mạnh vượt xa khả năng hiểu biết của các vị thần và cũng có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với các đa vũ trụ anh được cho là chiến binh giỏi nhất trong các đa vũ trụ, mạnh đến mức có thể phá vỡ toàn bộ vũ trụ và đa vũ trụ nếu sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Đại thiên sứ, chiến binh mạnh mẽ nhất của đa vũ trụ thứ nhất thừa nhận, sức mạnh của mình không thể sánh được với Goku. Omni King của đa vũ trụ thứ ba đã nói rằng sức mạnh của Goku gần như vượt trội so với mọi Omni King trong các đa vũ trụ. Điều này khiến anh trở thành Omni King thực sự. Không chỉ vượt qua tất cả các Omni King, Goku dường như còn vô cùng mạnh mẽ hơn tất cả các vị thần anh đã tăng cường sức mạnh của chính mình để thành thạo hàng nghìn cuộn võ thuật huyền bí đến mức được coi là bậc thầy cung phu vĩ đại nhất đang tồn tại. Anh cũng làm chủ God Key của riêng mình đến mức đạt được Ultimate Infinity God. Theo Zeno, Goku sở hữu sức mạnh vô hạn đáng kinh ngạc, đạt đến cấp độ vô tận, vượt xa khả năng hiểu của con người và khả năng hiểu của thần. Giống như Zeno, Goku có sức mạnh phá hủy và xóa sổ ngay lập tức bất cứ thứ gì trong nháy mắt từ người, hành tinh, thiên hà đến toàn bộ vũ trụ. Goku cũng có thể tạo ra các hành tinh, chiều không gian, vũ trụ. Cùng với Zeno, Goku là người quan trọng nhất và nắm toàn quyền đối với mọi thứ tồn tại với tư cách là Omni King của 13 đa vũ trụ. Sau khi đạt được các trạng thái biến đổi Super Saiyan 10 và Super Saiyan 100, Goku được cho là sinh vật mạnh nhất trong 13 đa vũ trụ và cũng là Beyond Omniversal. Zeno cho biết, Goku đủ mạnh để tiêu diệt 13 đa vũ trụ chỉ với một vụ nổ ki cơ bản. Người ta nói rằng toàn bộ 13 đa vũ trụ là hào quang của anh ấy và anh ấy quan sát các đa vũ trụ này từ bên ngoài. Goku cũng đạt được Infinity God Ki vì sự biến đổi này, anh là Omni King tối thượng, sở hữu sức mạnh vượt xa tất cả Omni King trong mỗi đa vũ trụ. Ở trạng thái Super Saiyan 100, anh có thể dễ dàng xóa sổ 13 đa vũ trụ với toàn bộ sức mạnh nếu tức giận. Goku là nhân vật mạnh nhất trong series Dragon Ball Next Future. Ở thời kỳ đỉnh cao, sức mạnh của anh vượt trội hoàn toàn mọi người và mọi thứ trong đa vũ trụ. Chỉ có Vegito là Potara Fusion của chính anh ta và Vegeta mới vượt qua anh ta về sức mạnh. Anh khỉ lúc này cũng có sức mạnh vượt qua các khái niệm vô hạn và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ giới hạn nào. Chẳng hạn như là đã vượt qua tất cả các vị thần. Và đó là toàn bộ thông tin của bọn mình về Goku Omnigod. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay, đừng quên like, share và đăng ký kênh cùng nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất. Và giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye-bye.